Với tuổi đời gần 150 năm, muối hầm Tuyết Diêm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là thương hiệu nước tiếng không chỉ bởi hương vị đậm đà, mà để làm ra những hạt muối trắng như tuyết là cả quá trình nhọc nhằn. Diễn viên Dương Thanh Vàng và Gia Linh có dịp trải nghiệm làm muối cùng bà con diêm dân tại đây. Mời quý vị đón xem Việt Nam Mến Yêu được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 10 tháng 8 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.